Dạ, xin kính chào các chị các bạn xem kênh của Hiền Tota Bình Triệu. Mình là Sơn. Và hôm nay mình giới thiệu cho anh chị các bạn một chiếc xe Fortuner máy dầu số tự động đời 2019. Một chiếc xe cực kỳ hot nha bạn nhé. Xin mời các chị bạn xem chi tiết nhé. Vâng, Fortuner máy dầu số tự động đời 2019. Một chiếc xe chưa bao giờ hết hot, nhất là trong những thời điểm bây giờ các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe ra mắt từ thời năm 2018 cực kỳ hot, và đến về sau này thì 2021 ra những chiếc xe Legender cũng là máy dầu số tự động thì lại càng cực kỳ hot luôn. Đấy, những chiếc xe này bây giờ như bây giờ phải đặt, nếu mà xe mới phải đặt 4-5 tháng mới có. Chiếc xe này là đời 2019, có giá bán là 980 triệu các bạn nhé. 980 triệu, một chiếc xe màu trắng rất là liền lạc, nước sơn zin còn rất là nhiều. Vâng, mình giới thiệu chiếc xe này để các anh chị các bạn nào mà có nhu cầu và cái tầm tài chính như vậy thì hãy đến Hiền Tota Bình Triệu, 806 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức xem xe, đi thử xe các bạn nhé. Vâng, một chiếc xe rất là ok. Đấy, mình đi một vòng tổng quan cho các bạn cùng xem. Sơn zin xe này thì còn tầm đến 92-93% các bạn nhé. Vâng, đây này, mỹ cản vẫn còn đấy các bạn này, mỹ cản vẫn còn đây, mỹ cản bên này vẫn còn này, rất ok các bạn nhé. Đây này, mỹ cản bên này này còn này, mâm xe này các bạn này, đấy, không có chảy xước gì cả, vỏ xe thì đát 2021 này và còn rất là dày, rất ok các bạn nhé. Đấy, chỉ có điều là xe nó hơi dơ, tại vì xe chưa dọn rửa gì cả, xe mới về mà. Vâng, 980 triệu chiếc xe này nhá. Quay chi tiết cho các bạn cùng xem. Đây, các chị bạn nhìn này. Đắp bi cửa này, hàng ghế sau này. Đấy, còn rất là ok các chị bạn nhá. 2019. Và xe này chạy được 120.000 các chị bạn nhá. Đằng sau này có cái cổng sạc 12V này, 120W này. Đấy, và rất ok. Đây, ô tô xe đây các bạn này, 120.000 km. Và cái vô lăng các bạn nhìn này, nó không có bị mòn. Vâng ạ, 120.000 km nhưng mà còn rất ok, không bị mòn. Màn hình thì màn hình theo xe. Đắp bi đây. Và táp táp lô này và tiết bi này. Đấy, còn cực kỳ ok các bạn nhé. Một chiếc xe 7 chỗ, xúc cầm cao. Đằng sau có cái cửa gió này và điều chỉnh này. Ghế điều chỉnh tự động 6 hướng. Và còn rất là căng, ghế màu nâu. Hai chế độ lái Eco Power số tự động. Dàn lạnh, điều chỉnh cơ. Và có lên chuyển số ở vô lăng. Rất ok các bạn nhé. Xe thì keo chỉ không mất một ly nào hết. Đảm bảo xe bên mình cam kết xe không cấn đụng, không ngập nước. Máy móc zin các bạn nhé. Đây, ốc cabo đây, ốc cốp sau đây các bạn này. Xe thì cũng đã lót sàn và lót trần 6D các bạn nhé, chống nóng. Vâng, và có những cái cản này, cái cản là chống chày rất là ok. Đây, gầm đây các bạn này, vỏ sơ cua này, gầm còn rất là ok các bạn nhé. Quay thật chi tiết để cho anh chị bạn ở xa có thể là chốt cọc qua điện thoại. Tất cả những cái vấn đề chính thì bên mình đã cam kết rồi. Các chị bạn có thể mang xe đến hãng để test. Nếu mà có gì sai cam kết thì bên mình chịu trách nhiệm. Vâng. Đó. Xe này vay ngân hàng được 65-70%. Và thời gian vay là tối đa 6 năm nhé các bạn nhé. Các chị các bạn đến xem xe, ở bên mình sẽ tư vấn về vấn đề ngân hàng. Một chiếc xe máy dầu số tự động cực kỳ hot. Chín trăm tám mươi triệu các bạn nhé.
máy dầu số tự động Fortuner 2.4G. Đây, mời các chị bạn xem khoang máy của một em Fortuner máy dầu số tự động 2019. Đó. Khung xương nguyên bản, keo chỉ nguyên zin. Và máy móc nguyên zin đấy chị bạn nhé. Nên mình cam kết trên văn bản giấy tờ mọi thứ còn rất ok. Đây, cốc két nước các chị bạn nhìn vẫn còn dấu sơn này, tem thiết các thứ này của nhà máy vẫn ok, bạn yên tâm nhé, mọi thứ vẫn còn nguyên bản. Vâng, xin mình xin nhắc lại thông tin ạ, một chiếc Fortuner 2.4G máy dầu số tự động đời 2019, giá bán là 980 triệu. Xe này thì biển số là biển số tỉnh, mới chạy được 120.000 km. Vâng, 980 triệu nhé. Giá này thì còn thương lượng đôi chút, xin mời các chị bạn đến Hiền Toyota Bình Triệu hoặc là điện thoại cho mình ở những số điện thoại trên màn hình nhé. Mình sẽ tư vấn hết tất cả các vấn đề về chiếc xe này. Vâng, xin cảm ơn các chị bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Dạ, xin chào ạ.